đám người này đang dùng người sống để hiến tế. Cậu bé Câu chính là vật tế của bọn họ. Nhưng không lâu sau đó, đám người này đã bị Câu tiêu diệt hết. Câu 12 tuổi là một người nhát gan có tiếng. Cậu sợ bị tiêm, sợ nhện, sợ lái xe. Mỗi ngày đều bị trùng trường bắt nạt. Thậm chí gia đình còn mời cho cậu một bảo mẫu. Ngày hôm đó, khi tan học, Câu bị cậu bé da đen trùng trường đẩy ngã xuống đất. Vốn tưởng rằng sẽ bị đánh một trận như tử. Nhưng lần này, bảo mẫu xinh đẹp Bi đã tới, chọc thùng bánh xe đạp của cậu bé da đen, nói mấy câu khiến cho cậu ta sợ hãi bỏ chạy. Sau đó quay sang chăm sóc chú đáo cho Câu, cẩn thận hỏi cậu có bị thương hay không. Điều này khiến cho Câu đang trong độ tuổi thanh xuân bị rung động. Mỗi cuối tuần, bố mẹ của Câu đều ra ngoài du lịch. Hai ngày này luôn là thời khắc mà Câu vui vẻ nhất. Cậu cùng với bảo mẫu ca hát nhảy múa, xem phim ngoài trời, nằm cùng nhau nói chuyện tâm sự. Sau đó còn uống rượu để kết thúc một ngày tuyệt vời. Nhưng lần này Câu đổ rượu vào trong bồn hoa, giả vờ say rượu muốn đi ngủ. Bởi vì cậu nghe nói, có rất nhiều bảo mẫu nhân lúc chủ nhân không ở nhà, đã gọi bạn trai mình tới và tổ chức bữa tiệc cùng nhiệt. Đúng như dự đoán, 11:30, dưới lầu truyền đến âm thanh. Câu lặng lẽ bò đến cửa cầu thang tò mò nhìn tất cả. Bi đang ở đó, tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ, ngồi quây xung quanh chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Khi quay đến Bi, cô lựa chọn mạo hiểm hôn một người ở trong số đó. Tiếp sau đó liền diễn một màn hôn kiểu Pháp. Điều này khiến Câu trừng mắt sững sờ. Nhưng điều kích thích vẫn còn ở đằng sau. Sau khi hôn nhau xong, Bi bất ngờ rút dao ra đâm vào đầu của chàng trai. Người đàn ông hét lên. Những người khác dường như đã quen nên tỏ ra bình thường. John thực sự bị kinh hãi. Đám người đó lấy đồ vật ra hứng máu. Bi lấy ra một cuốn sách cổ, miệng nhắc tới hiến tế người sống, còn muốn lên tầng lấy máu của Câu. Đây không phải là tổ chức tà giáo sao? Câu vội vàng chạy vào phòng ngủ, cố gắng dùng toàn sức lực để bình tĩnh lại. Trước tiên báo cảnh sát cầu cứu, sau đó lấy một con dao nhỏ phòng thân. Cậu vừa mở cửa sổ muốn bỏ chạy, Bi đã đưa người lên trên tầng. Câu hoảng loạn vội vàng giả vờ đang ngủ say, vì để giữ mạng sống còn phải cố gắng đè xuống sự sợ hãi ống tiêm, để mặc cho bọn họ lấy một ít máu. Rút máu xong, Bi phát hiện cửa sổ bị mở ra. Cô ta đoán được điều gì đó nhưng vẫn đi ra khỏi căn phòng. Câu đang kiềm chế cơn sợ hãi ngồi bật dậy, chuẩn bị lấy ga trải giường để nhảy xuống tầng 1. Nhưng lúc này Bi xuất hiện ở phía sau cậu. Không chờ Bi hành động, Câu vì bị tụt huyết áp nên bị ngất đi. Khi mở mắt ra đã bị trói vào trên ghế. Vừa bắt đầu Câu giả vờ như không nhìn thấy cảnh giết người, giải thích rằng cậu muốn nhảy ra ngoài cửa sổ để hút thuốc. Nhưng cậu vẫn luôn dùng con dao nhỏ để cắt đứt dây thừng. Động tác nhỏ này của cậu hiện rõ ràng ở trong gương. Tất cả mọi người đều cười chế giễu sự đáng yêu ngốc nghếch của Câu. Nhưng sau đó bọn chúng không cười được nữa. Câu đã báo cảnh sát. Khi tiếng còi cảnh sát vang lên, tất cả bọn chúng đều hoảng sợ. Cảnh sát đập cửa vào trong, tất cả bọn chúng đều giơ tay lên. Nhưng giây tiếp theo, một viên cảnh sát trực tiếp bị cắm dao vào đầu. Súng của anh ta bị cướp cò, bắn trúng Allison vô tội ở một bên. Nhưng điều này không thể thay đổi cục diện. Một viên cảnh sát khác cũng nhanh chóng hy sinh. Nhân lúc mọi người buông lỏng, Câu giãy dụa khỏi dây thừng, dốc toàn bộ sức lực chạy lên tầng 2. John xung phong đi lên bắt Câu. Nhưng anh ta vừa chạy lên trên tầng liền dẫm vào chiếc xe hơi đồ chơi, trực tiếp quay vòng 180 độ ngã xuống dưới tầng. Câu bị dọa sợ, nín thở thoát nạn. Cậu men theo chiếc ga trải giường muốn nhảy xuống khỏi tầng 2, nhưng không ngờ được. Hay Câu, vì để bỏ chạy Câu trực tiếp buông tay, ngã xuống mặt đất. Cậu trốn vào nhà kho cầm lấy tấm thảm, bật lửa. Còn có một chiếc pháo hoa được làm từ Trung Quốc. Cậu chui vào trong hầm nuôi nhện đè nén sợ hãi, dùng thảm phủ lên người mình. Lúc này, Sonia, một trong số đám người đó đã đuổi tới, đi đi lại lại trước cửa hầm. Một lúc sau cô ta cũng chui vào bên trong. Giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng chính xác. Trong không gian nhỏ bé, Sonia dần dần tới gần. Con nhện mà cậu sợ nhất cũng đang bò trên tấm thảm. Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết nín thở. Lúc này, Mark ở bên ngoài cũng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sonia chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm. Nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Cô không chịu được nhện. Ngón tay khẽ động khiến con nhện rơi vào trong bẫy và phát ra tiếng động. Sonia lập tức quay đầu. Cô thấy không thể trốn được nữa, không chút chần chừ châm lửa đốt pháo hoa. Nhưng Sonia linh hoạt tránh được, đang đắc ý thân thủ của bản thân nhạy bén. Lúc sau liền bị bẫy chuột kẹp vào hai tay. Cô nhân cơ hội nhanh chóng bỏ chạy, cấp tốc đóng cửa lại. Sau đó đặt thuốc diệt côn trùng ở cửa. Thuốc côn trùng dễ cháy nổ, khiến cho uy lực của pháo tăng lên gấp bội, nổ ra khiến cô bay ra khá xa. Cô nằm trên mặt đất đang chuẩn bị thở phào một hơi. Mark đã men theo âm thanh tìm tới. Cô sợ hãi, vốn dĩ muốn bỏ chạy nhưng trong đầu ánh sáng vụt qua, cậu nghĩ đến một chiêu mà Bi đã dạy. Ngồi sụp xuống, Mark trong nháy mắt bị vấp ngã nhào xuống đất. Cô chạy lên trước đạp mạnh vào vùng nhạy cảm của anh ta. Sau đó nhân cơ hội chạy thoát, trốn lên cây, căng thẳng quan sát xung quanh. Nhưng cậu không biết, Mark đã men theo dây thừng lên tới. Tiếp theo, anh ta xuất hiện ở phía sau của Câu, không nói một lời bóp lấy cổ của Câu. Nhưng sàn gỗ không chịu nổi trọng lượng liền bị gãy. Mark muốn nắm lấy cành cây nhưng bị trượt tay, sau đó bị dây thừng quấn vào cổ đến chết. Câu vẫn chưa kịp định thần lại, Bi đã cầm súng đuổi tới. Câu đơn độc không có sự trợ giúp nên trốn ở nơi nào. Câu bị truy sát, hoảng sợ không kịp chọn đường bỏ chạy lao vào nhà hàng xóm. Melanie nghe thấy tiếng súng nên đã đặc biệt tiếp ứng cậu. Đây quả thực là khoảnh khắc sáng chói trong cuộc đời của Câu. Cậu nhanh chóng nói những chuyện đã xảy ra.
đám người tà đạo hiến tế người sống lại còn giết chết hai cảnh sát. Melanie bị dọa sợ. Lúc này, trên gương phản chiếu một bóng đen. Bi đã đuổi tới. Hai người câu không ngừng lẩn trốn trong phòng. Chấp lấy thời cơ, câu kéo Melanie vào trong phòng tắm đồng thời dặn cô bé báo cảnh sát. Câu cho rằng không nên liên lụy đến Melanie. Sự đảm đương này khiến cho Melanie vô cùng tán thưởng. Cô khẽ hôn câu, câu vui vẻ lao ra khỏi căn nhà, lớn tiếng khiêu chiến với Bi. Chờ khi cậu quay trở về nhà mình, liền phát hiện tất cả dấu vết đều đã biến mất. Rõ ràng trong căn nhà hoàn toàn không có ai. Nhưng câu lại cảm thấy đâu đâu cũng đều là nguy hiểm. Cậu đang muốn mở cuốn sách cổ dùng để hiến tế ra xem liền bị Allison đột nhiên phục kích. Sau đó đè cậu xuống dưới đất. Cậu nhạy bén ra đòn đâm mạnh vào vết thương của cô ta. Sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Allison không nói lời nào liền muốn giết chết cậu. Khi sự việc sắp xảy ra, Bi cầm súng bắn vào đầu của Allison. Cậu sợ hãi. Bọn họ không phải cùng một phe hay sao? Mặc dù ngoài mặt kinh sợ nhưng trong lòng cậu đã sớm nghĩ ra đối sách. Nhân lúc Bi quay người liền nhanh chóng cầm lấy cuốn sách cổ. Sau đó lấy bật lửa ra mở uy hiếp Bi tránh xa mình ra chút. Nếu không sẽ đốt cuốn sách cổ. Bi hoảng sợ. Câu hỏi gì cô ta trả lời cái đó. Hóa ra bọn họ dùng người sống để hiến tế là vì thực hiện nguyện vọng. Trong đó phân đoạn quan trọng nhất chính là có được máu thuần khiết của cậu. Cậu cực kỳ thất vọng về Bi. Cậu coi Bi như người chị gái tri kỷ. Bi lại luôn lợi dụng cậu. Lúc này cô ta chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng, giả vờ an ủi. Nhưng cậu trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, sớm đã không còn là một kẻ nhát gan nữa. Cậu trực tiếp châm lửa đốt quyển sách, vứt nó ra xa. Nhân cơ hội chạy ra khỏi cửa nhà. Lúc này Bi đã phát điên, hoàn toàn không còn để ý tới cậu. Cậu lao ra xe ô tô. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Bị nhục mạ, bị bắt nạt. Điều quan trọng nhất là cậu đã nhìn thấy được nụ cười tin tưởng của Melanie. Cậu lên xe, dựa vào những gì mà bố đã dạy, đạp vào chân ga, cố gắng lái xe lao về phía ngôi nhà. Chiếc xe nghiêng đi lao về vị trí mà Bi đang ở đó. Tất cả đều đã kết thúc. Cậu bò ra khỏi xe, nhìn thấy Bi nằm thoi thóp ở đó. Nữ thần trong lòng cậu cùng tan biến. Người ta đều nói khi bạn cảm thận được Bi thương, cũng đồng nghĩa cho sự bắt đầu của việc trưởng thành. Cậu với gương mặt đầy máu chưa từng buồn như vậy. Cuối bộ phim, cậu đứng trên đống đổ nát. Không còn gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa. Bộ phim Cô giữ trẻ sát nhân là bộ phim kinh dị xen lẫn hài kịch, lấy chủ đề trưởng thành để làm điểm nhấn cho bộ phim, kể về câu chuyện của một cậu bé thoát ra được khỏi sự yếu đuối cố gắng trưởng thành. Tuy nhiên hành động bạo lực không thích hợp cho lắm. Chúng ta phải học cách dám đối mặt với sợ hãi nhé.